Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em cũng đã biết là hôm qua ấy, chúng ta có tìm hiểu cái bộ mới, cái bộ mà tôi cũng nói chung là cũng khá tâm đắc, là chính là cái bộ Demon Elf cùng với con tướng mới ảo ảnh phẫn nộ. Liệu rằng có làm anh em phẫn nộ? Chắc chưa đúng không? Chắc chưa. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ cho anh em thấy cái sự phẫn nộ ở trong cái con này. Cái con tướng mới rất là phẫn nộ nhá. Anh em hôm qua là mới chỉ là cơ bản thôi, những cái vấn đề cơ bản ở trong cái bộ Demon Elf. Chúng ta xây dựng được cái bộ Demon Elf này ở trong cái giai đoạn cuối game rất mạnh đúng không? Anh em chơi anh em biết ngay, thực tế chứng minh nhá, thực tế chứng minh. Không cần dài dòng, không cần nói nhiều. Đấy, anh em thử rồi em biết nhá. Đấy, em chưa thử anh em có thể thử đi. Có các em thử rồi đấy, em có thể confirm nhá vào trong cái clip này. Anh em có một ngày rồi để anh em chơi rồi. Đấy, nên là anh em confirm vào đây cho tôi để cho tôi biết là bộ này là ok nhá. Còn tôi thấy là hôm nay này tôi chơi là tôi thấy là đông rồi đấy, bắt đầu đông người chơi. Đông người chơi Demon Elf rồi. Hôm qua thì tôi có ra clip, sau đó thì buổi tối tôi chơi mấy game thì phải nói thật với anh em là có gặp fan, có gặp cái bạn fan và bạn ấy cũng chơi cái bộ này. Và cũng bảo là vừa mới xem clip của tôi. Đấy, bạn vừa xem clip của tôi rồi bạn làm theo. Cũng có khá nhiều người là gặp như thế đấy nhá, không phải chỉ có một người đâu. Đấy. Thế nên là anh em cũng nếu mà cũng chơi rồi thì cũng confirm mà cho tôi biết nhá, chứ đừng có lẳng lặng chơi xong rồi đừng lẳng lặng làm theo xong rồi cuối cùng lại ok lại không confirm vào thì nó lại không được. Rồi, chúng ta nhưng mà đấy nó mới chỉ là gọi là hôm qua giới thiệu thôi nhá. Còn hôm nay là mới là thật này, hôm nay mới là thật này. Hôm qua chúng ta chơi theo kiểu là gì nhỉ? Đồ thì ghép theo kiểu là vẫn là mới tìm hiểu. Đấy, cũng là đồ ra gì thì ghép đấy thôi. Và chơi là hôm qua chúng ta dồn đồ cho cái con Fallen Witcher đúng không? Anh em nhớ không? Hôm qua dồn đồ cho Fallen Witcher và nó cũng vẫn là khỏe. Rồi nhưng mà bây giờ ấy, chúng ta có một cái câu hỏi đặt ra là nếu mà chúng ta không dồn đồ cho con Fallen Witcher ấy, tức là chúng ta sẽ không có cái công đoạn gọi là roll cái con Fallen Witcher lên 3 sao nữa. Úi dồi. Ui xôi ôi, thỏ à? Được quá nhá. Đấy, chứ chúng ta bây giờ chúng ta có một cái câu hỏi là chúng ta tiện ở đây, chúng ta có cái con thỏ ở đây. Thỏ lên được 2 sao, nên bây giờ chúng ta không dồn đồ cho con Fallen Witcher đi. Mà chúng ta dồn đồ cho con thỏ đi, thì có cái điều gì nó xảy ra? Nó có mạnh không? Nếu mà chúng ta không chơi con Fallen Witcher co ở trận này thì chúng ta lại không roll cái con Fallen Witcher lên 3 sao nữa, mà chúng ta lại roll con thỏ cơ. Thì có được không? Liệu có được không? Theo anh em. Nếu mà chơi thỏ thì như nào nhá, thì chúng ta hôm nay chúng ta trong cái trận đấu này thì tôi sẽ thử anh em. Bây giờ chúng ta không dồn đồ cho Fallen Witcher mà chúng ta dồn đồ cho thỏ đi. Đấy, thì con thỏ này liệu nó rằng nó có mạnh hơn con Fallen không? Chơi cái con thỏ này thì nó có cái gì hay hơn so với con Fallen thì anh em xem cái trận đấu này nhá, anh em sẽ thấy nhá. Tôi cũng đã thử rất là nhiều rồi, thử là chơi Demon Elf này là hệ vật lý này, sau đó Demon Elf này chuyển sang hệ bắn trưởng. Đấy, thì cái buổi hôm trước ấy, cái game hôm trước ấy là chúng ta chơi là hệ vật lý. Còn hôm nay thì chúng ta lại chuyển sang chơi hệ bắn trưởng nhá anh em nhá. Thử xem như nào. Ok, nếu mà là lấy hệ bắn trưởng ấy là chúng ta lấy luôn những cái đồ bắn trưởng luôn. Đồ là chỉ có lấy đồ bắn trưởng thôi. Đây, ở đây nhẫn lé này. Ma lăng ok, ma lăng rất là ok. Blink. Rồi. Cái này thì từ từ đã. Này chưa biết lấy cái gì đâu. Từ từ đã anh em ạ. Rồi cái ô đấy từ từ tính sau nha anh em nhá. Ra được cái món đồ tiếp theo thì chúng ta tìm được cái món đồ chúng ta ghép luôn. Hiện tại vẫn chưa có ảnh phân lộ nên là tôi vẫn chưa có tiết lộ cho anh em được một cái combo này, nó rất hay. Anh em đợi chút, ra có ảnh phân lộ cái là ra combo ngay nha anh em nhá. Cái combo này nó theo anh em đến tận giữa game luôn, từ đầu game đến giữa game. Whisperseer đây rồi. Cứ ép mà nhấc vào thôi anh em ạ. Cứ có ép thì nhấc vào thôi, rất đơn giản. Up cấp lên. Rồi. Trời ơi, con Sao Divo này nó hút mana đối thủ khống chế, nó cũng là một con khống chế đấy anh em ạ. Sao Divo khống chế hút mana của đối thủ khiến cho đối thủ không tung được trưởng cũng rất hay. Đừng nghĩ là cái con này nó yếu, con này nó không yếu đâu. Nếu mà anh em chơi hệ bắn trưởng thì khi mà cho cái con Sao Divo này vào này, nó có cái tác dụng là khiến cho các anh em bắn trưởng nhiều hơn và nhanh hơn. Tăng mana nhanh.
khống chế đối thủ, không cho đối thủ có thể là tăng mana được. Đó anh em thấy không? Hút khiến cho cái con Fallen cứ chơi kia có khi lại có khi là đứng im đến chết luôn này, không kịp hóa này. Fallen cứ chơi đấy, anh em thấy không? Ui rồi, hai trưởng chết rồi. Phải đấy chứ. Hay lắm bạn ơi. Tuyệt vời. Tí nữa ra con ảnh phẫn nộ, ảo ảnh phẫn nộ luôn. Úi giời đây rồi, ảo ảnh phẫn nộ rồi. Con này nói chung là nếu mà cho vào thì sẽ khiến cho nhiều đối thủ cảm thấy là sẽ vào phẫn nộ, bức xúc thật sự rồi đấy. Đây anh em nhá, nhìn này. Anh em nhìn nhá. Đấy, tôi mới giới thiệu cho anh em một cái combo hôm qua chúng ta mới cơ bản thôi. Hôm qua mới là cơ bản thôi. Còn hôm nay này, hôm nay mới là combo mà siêu mạnh đến lết game luôn này anh em này. Combo siêu mạnh luôn nhá. Anh em để cho tôi ở cái vị trí con thỏ này. Rồi con nào ảnh phất lộ ở cùng chiều như này nhá anh em nhá. Con tabu ở cùng ở cái vị trí như này thôi. Anh em nhìn này. Ôi, anh em thấy không? Ui rồi ôi, anh em thấy chưa? Ui rồi ôi, phẫn lộ chưa? Đấy anh em thấy không? Chúng ta có một cái tác dụng là rất là kinh nhá. Là như này, tôi giải thích cho anh em. Đấy là như này. Cái con ảo ảnh phẫn nộ ấy, nó swap đúng không? Nó swap địch sang cái vị trí, đổi vị trí của cái con địch mà chúng ta chỉ định nhá. Nó giống như là tôi xin giải thích lại một chút. Là cái skill, nếu mà anh em chưa xem cái clip trước thì tôi sẽ giải thích luôn. Tôi sẽ giải thích lại một lần nữa cho anh em cái skill của con ảo ảnh phẫn nộ. Nó swap đối thủ ở cái vị trí ô chỉ định nhá anh em nhá. Cái vị trí theo cái đường chéo ấy, ở tâm bàn cờ ấy. Đấy, anh em, cái vị trí ở con ảo ảnh phẫn nộ ấy, nó sẽ swap cho cái con đứng ở vị trí đối xứng qua tâm bàn cờ nha anh em nhá. Ví dụ như anh em ở cái vị trí ô cuối cùng này thì nó, ở ô đầu tiên này, ở ô đầu tiên thì nó sẽ swap cho cái con đường chéo ở cái ô cuối cùng ở đằng kia, tức là con bọ cạp ấy, anh em thấy không? Đấy, thì nó có một cái hay là ở chỗ như này này. Khi mà chúng ta swap ấy thì cái con đấy nó sẽ bị stun đúng không? Sau đó chúng ta kết hợp với con thỏ Blink sang cái phía bên đối diện đấy nữa, là chúng ta sẽ làm một phát là stun chồng luôn. Có nghĩa là chúng ta bắt được cái con chúng ta để ở cái vị trí mà cái con chúng ta muốn bắt ấy nha anh em nhá. Ví dụ như co của đối thủ ấy, chúng ta đặt cái con ảo ảnh phân lộ đúng cái vị trí mà đường chéo với cái con co của đối thủ, sau đó nó swap cái con co đối thủ sang cái vị trí ở phía bên bàn cờ bên mình, thì cái con co của đối thủ ấy nó sẽ bị stun trong vòng 2 giây. Sau đó thì là nó chưa kịp tỉnh đâu, thì là cái con thỏ ấy nó sẽ blink theo cái vị trí con ảo ảnh và nó sẽ stun đè luôn một phát nữa. Ôi rồi, thế thì coi như là đứng im đến chết luôn anh em ạ. Con thỏ nó vừa stun đè lên một phát nhá anh em, chưa hết anh em. Con thỏ nó stun đè lên một phát, đây này. Anh em thấy con súng không? Ui rồi, cũng chỉ bắn được một phát. Đấy là chết luôn đấy, còn nếu mà chưa chết ý thì cứ đợi đấy, bởi vì tiếp theo ấy nó sẽ là một cú stun đè tiếp đến từ vị trí của con ảo ảnh phân lộ, tức là nó cứ thế, con ảo ảnh phân lộ nó lại swap lại lần nữa anh em ạ. Nó đứng ở cái vị trí ô đường chéo, và nếu mà cái con co đấy nó còn sống ấy thì nó lại swap thêm phát nữa. Anh em thấy kinh không? Swap thêm phát nữa thì lại một lần nữa tun, sau đó thì lại đến con thỏ nó lại blink ngược lại và nó tun thêm phát nữa. Ui ôi, thế gọi là stun chồng đấy anh em. Đây là một cái combo mà tôi phải nói là rất là tâm đắc luôn ở trong cái bộ này. Mà hôm qua ấy, thì tôi chưa giới thiệu cho anh em, để dần dần anh em phải xem các cái clip tiếp theo của tôi thì anh em mới biết. Đấy anh em thấy không? Úi giời, câu view, câu like, nhưng mà chưa biết là được có được like nào không. Đấy nhưng mà đấy nhá anh em nhá, lại giới thiệu cho anh em bí kí combo đầu game rất mạnh, khiến cho anh em coi như là giữ chuối cực kỳ kinh khủng. Từ đầu game đến coi như là giữa game luôn. Nếu mà bài đối thủ nó ngang kèo với bài anh em thì đây nó là một cái combo mà phải nói là kể cả là đối thủ có nhỉnh hơn anh em một chút nữa thì cũng không có vấn đề gì hết. Chỉ cần bắt được cái con co thôi. Co đối thủ ví dụ như TB2 sao mà cứ đứng im đến chết thì ôi xôi ôi, nói chung là còn thằng nào đỡ được. Tôi nói thật với anh em, cái chuỗi này ấy, tôi giữ luôn đến round 15 luôn. À không, round 20 đi. Ô, ui có gì không ổn nhở? Ui đó phải rồi, đéo hiểu sao mất chuỗi ạ. Ơ tại sao mất chuỗi nhở? Không kịp nhìn. Mải chém anh em, mải chém như nào nhở? Như nào nhở? Đéo hiểu kiểu gì. Ơ tại sao nhở? Ai có thể giải thích cho tôi được không? Đéo hiểu kiểu gì. Thôi nói chung là đấy anh em thấy nhá, nó mạnh nhá, nhưng mà
có một vài trường hợp thì nó lại không được mạnh cho lắm. Không hiểu tại sao. Lạ thật đấy. Có thể là do là đối thủ quá mạnh. Hình như là đối thủ quá mạnh thì phải. Không biết. Không biết anh em nhá. Đấy, có nếu mà anh em có cái gọi là biết được là tại sao, giải thích được thì anh em có thể cũng comment cho tôi. Chịu. Nhiều khi nó cũng không giải thích được đâu anh em. Game này game ảo lắm. Game mà có phải là thật, thực tế nó còn ảo nữa là game. Ok, nhưng mà combo là vẫn là hay anh em ạ. Nhá anh em nhá, anh em cứ theo làm cái combo này, đảm bảo anh em là giữ chuỗi được một lúc, sau đó thì mất chuỗi như tôi. Rồi ok. Món đồ tiếp theo nó lấy được cái gì nhỉ? ghép được cái cốc, có lấy cái cốc thành không? Thực ra chúng ta bây giờ nó chơi hệ bắn trưởng mà. Hệ bắn trưởng thì ghép đồ thì cứ đồ bắn trưởng mà phang thôi. Nhưng mà thế này này anh em ạ. Bỏ qua đi cái tai nạn vừa nãy đi. Tai nạn mà mất chuỗi không đáng có. Thì phải nói là như này. Trong cái đội hình này nó có một cái hay là như này. Ngoài combo đấy ra nhá. Combo là cái con ảo ảnh phân nộ ấy, nó swap đối thủ. Swap mà vị trí là con co nha anh em nhá. Tốt nhất là ở vị trí con co. Sau đó con thỏ nó stun đè. Thì nó có một cái hay nữa là cái con AM nó kẹp đít thôi anh em ạ. Có con AM này nó kẹp đít. Đấy anh em thấy. Ui rồi ôi. Thế là chơi gót à. Chơi gót của chúng tôi. Vừa stun vừa bị chém burn mana. Đấy, rất là thích bộ này nhá anh em. Đây anh em cảm giác thằng này nó tí nữa chơi gót đỏ này. Thằng này gót đỏ đúng không? Tí nữa con ca lông anh em ạ. Con ca lông nhá. Con ca lông tôi dập chết con ca lông luôn. Là con ca lông ấy, tôi sẽ để ở cái vị trí nhá. Là cái con ảo ảnh phân lộ nó swap con ca lông lại. Sau đó ấy, là con thỏ nó stun đè luôn vào con ca lông. Và con AM nó kẹp ở đít, nó chém con ca lông, khiến cho con ca lông không đầy mana để tung trưởng được luôn. Anh em thấy kinh chưa? Dã man không? Mà con ca lông này không bắn được phát nào luôn ấy. Thế nên là anh em yên tâm nhá, cái bộ này tôi test rất nhiều rồi. Tôi test rất nhiều rồi là không hề sợ con được gót đỏ đâu. Riêng mấy cái con ca lông ở trong bộ gót đỏ là gần như là phế luôn. Mà trong gót đỏ nó chỉ có hai con co thôi. Đấy, tối đa là hai con co thì chỉ chơi hai gót thôi. Mà có những ông là ông ấy chơi có một co thôi thì chắc chắn chết. Chắc chắn là ăn đập đến chết luôn. Đấy, mà tí nữa này còn chưa hết đâu. Lên level cao hơn là chúng ta kẹp được cái con Grim Choke vào thì nó là ăn nguyên combo luôn anh em ạ. Với cả Doom nữa. Ở level 10 là kẹp thêm được Doom. Đấy, rất mạnh để counter vào gót. Rất hay. Nhưng mà thôi bây giờ tầm này đuối rồi anh em ạ. Tầm này thì toàn một sao, có mỗi một con thỏ hai sao thì nó không gánh được. Nên là thôi tầm này thì nó gọi là combo đẹp để có thể là giữ máu thôi. Đây rồi, có Doom rồi. Nhưng mà cái con Doom bây giờ tôi chưa lấy đâu. Con Doom tôi nghĩ là late game thì bởi vì thế này là cái bộ này nó chơi ở level 9 đúng không anh em. Hôm qua tôi có giới thiệu là cái bộ mà 4 wick ấy là nó sẽ là có 4 con wick. Anh em nhớ không? Thì chúng ta sẽ chơi ở level 9. Chúng ta sẽ tìm một cái bộ chơi ở level 9 chứ chúng ta không chơi ở level 10 thì nó khá là khó. Chúng ta chơi ở level 9 thì chúng ta có hai bộ thôi thì nó gắn liền với hai con ở trong cái tộc wick này. Nó là cái con ảo ảnh phẫn nộ và cái con tabu thôi. Thì con tabu thì nó trong tộc ẹp thì chúng ta chơi ẹp. Còn con ảo ảnh phẫn nộ nó trong tộc Aegis thì chúng ta chơi Aegis. Đó. Thì có hai cái tộc đó là rất phù hợp với cả cái bộ này. Cái bộ wick, cái bộ 4 wick. Thì nếu mà chúng ta chơi ở level 9 ấy thì chúng ta chưa có cái slot cho con Doom. Anh em hiểu không? Nên là nếu bây giờ chúng ta mua Doom là chúng ta ôm luôn cái con 4 tiền đấy đến tận lên cái lúc mà chúng ta lên level 10 cơ. Chúng ta mới cho vào được thì lúc đấy chúng ta còn rất xa. Và ôm thì nó sẽ rất là tốn tiền. Chính vì thế nên là chúng ta không mua nhá anh em nhá. Có nhiều anh em sẽ nhắc tôi là sẽ mua con Doom ấy. Chắc chắn. Nhưng mà không nhá anh em nhá, không mua Doom. Con nào dùng thì mới mua thôi. Và đặc biệt là những cái con mà chúng ta form ở level 9 thì chúng ta mua nhá anh em nhá. Còn lên 10 thì thôi. Thì thôi không mua nữa. Đấy. Chúng ta sẽ mua ở những cái con lên 10 chúng ta mua sau. Kẹp ở level 10 chúng ta mua sau. Còn tạm thời thì ở level 9 á là chúng ta sẽ phải có 6 ép và 4 wick. Vừa lấy chúng ta có cái con Grand Herald là tôi cũng không mua. Bởi vì thực ra là vẫn phải lên 9 nhưng chúng ta mới kẹp cơ. Còn trước tiên ấy là cứ phải 6 ép trước đã anh em ạ. 6 ép. Đấy, 6 ép và 3 Hunter. 6 ép 3 Hunter là ở level 8 rồi. Đúng không? 6 ép
À ở level 7 và kẹp thêm 2 wick nữa. 2 wick và Ego Seed nữa là ở level 8. Đấy. Nên là chúng ta chơi tạm một cung đen đi. Là chúng ta có một cái có thể là giữ được máu cũng như là sức mạnh đội hình của nó cũng rất là ổn áp. Ok. Nha anh em nhá. Đấy thì đầu game thì anh em cứ form cho tôi là như này này. Xây dựng từ cái bộ là trước tiên là ba Hunter đã này, ba Hunter là phải có này. Sau đó kẹp Ego Seed và ẹp vào thì ba Hunter, lại ba ẹp và hai Ego Seed nha anh em nhá. Tức là ở level lúc đấy là ở level 6. Level 6 đấy. Là đến round 10 là thoải mái luôn. Ba con Hunter, hai con Ego Seed và ba con ẹp. Trong đó có con Tabu này và hai con Hunter ở cái tộc tộc ẹp là có con Wing Ranger và cái con thỏ. Đấy. Và trong tộc Witch là có con Tabu Witcher và con ảo ảnh phẫn nộ. Còn con Hunter còn lại thì chính là con cung đen. Đó, thế là coi như là mạnh nhất rồi đấy. Vào giai đoạn đầu game là khoa học nhất là như thế nha anh em nhá. Là anh em nếu mà anh em có những cái con đấy thì chắc chắn là anh em sẽ mạnh. Đến hết round 10 là lên round 11 là anh em có thể up 7 đúng không? Up 7 thì anh em cho thêm cái gì vào? Anh em có thể cho thêm, nếu mà anh em có Grim có thể cho thêm Grim để combo với cả thỏ. Hoặc là anh em có thể kẹp thêm vào con, nếu mà có Fallen Witcher thì hay quá thì mạnh rồi. Nếu Fallen Witcher 2 sao thì càng mạnh ở level 7. Còn nếu mà không có Fallen Witcher thì anh em có thể kẹp Grim hoặc anh em có thể kẹp Saudivo cũng được. Hoặc là kẹp thêm một con cây 2 sao như tôi ở đây nha anh em nhá. Đấy, thậm chí là có thể là thêm một con Evil. À con gọi là Demon này này. Con Demon này này. Sát Down Evil này, này vào trong cũng được. Đấy, con này cũng mạnh mà. Những cái con mạnh thì anh em cứ nhét vào thôi. Nhét tạm vào thôi. Để khi mà lên anh em form đủ, anh em lên 8 ấy, là nó sẽ là cái bộ là 6 ẹp, 3 Hunter, 2 Gassit nha anh em nhá. 2 Gassit, 6 ẹp, 3 Hunter là ở level 8. Đấy. Lên level 9 thì nó sẽ là gì? Level 8 là nó sẽ kéo dài đến round 21 nha anh em nhá. Đấy, 21 và 21 nó sẽ có thể anh em up 9 ở level 21 rồi. Thì ở lên level 21 khi mà anh em có Fallen Witcher thì anh em mới up 9. Thì khi mà Fallen Witcher ra rồi thì hai con Grimtrock và con Saudivo nữa thì là anh em sẽ có đủ bộ 6 F 2 Wick. À 6 F 4 Wick, 2 Wizard. Ở level 9 anh em nhá. Đó. Đấy là từng bước để xây dựng cái đội hình này. Rất là đơn giản. Nhưng mà nó sẽ hiệu quả và nó sẽ giữ máu cho anh em. Mặc dù anh em thấy đấy, trong cái đội hình mà tôi đang có ở đây thì nó cũng chỉ toàn một sao thôi. Nó toàn một sao, có hai con hai sao. Nhưng mà hai con này thì một con một tiền, một con hai tiền thì nó yếu. Nó cũng không có cái gì mạnh cả. Đó. Nhưng mà nếu mà anh em đây là nó không thể form được cái đội hình mà giống như là tôi nói. Còn nếu mà form được ấy, theo đúng sách giáo khoa là bây giờ ấy, hiện tại ấy là 3 Hunter 6 F, 3 Hunter 6 F và 2 Ego Seed thì tôi đảm bảo với anh em luôn là tôi còn đang có chuỗi cơ. Đấy, nhưng mà nó không có rồi thì chúng ta phải chịu thôi. Chúng ta phải gọi là tạm tạm như này. Thậm chí là nếu mà anh em yếu quá thì anh em có thể kẹp Eco vào cũng ok nhá anh em nhá. Nếu mà yếu quá thì có thể kẹp Eco. Nhưng mà tôi nghĩ là cái này cũng không yếu lắm. Đủ đam để có thể chơi thì thôi, không cần kẹp nữa. Đấy, mỗi round tôi chỉ mất một ít máu thôi. Hai máu nên là được rồi. Đây rồi. Chưa có Grimtrock và cũng chưa có con Fallen Witcher. Thì chúng ta chưa lên 9 vội anh em nhá. Từ từ đã. Bây giờ có Fallen Witcher rồi, Grimtrock thì lên 9 là đủ bộ ép. Rồi ok. Còn hiện tại là tôi đang phải giữ máu bằng cái con này này, cái con Shutdown Evil này. Shutdown Evil. Giữ máu bằng cái con này. Rồi chúng ta vẫn thực hiện những cái combo swap, sau đó thì AM bơn mana kèm theo đó là stun đè thôi. Đó, anh em thấy chưa? Nhưng mà swap trượt rồi, swap lẽ ra phải đặt ở cái vị trí của con người nước. Đấy, nhưng mà chúng ta không đặt ở vị trí con người nước. Nhưng mà con người nước vẫn ui rồi, nó lướt nó lé được. Chán thế nhá. Mẹ, quả này đẩy hơi nhiều máu đấy. Điêu thật. Lúc mà nó lướt nó lại lé được cái mũi tên anh em ạ. Grand Herat này. Grand Herat này mua tạm. Có được không? Chơi tạm cho đến lúc mà có con Grim.
biết bao giờ con Grim nó ra. Đúng rồi, mua chơi tạm anh em ạ. Thì lỡ Grim ra rồi thay thôi. Grand Herald này chính ra cũng hay nhá. Nếu mà chúng ta chơi cái con Grand ấy, là ở trong đội hình chúng ta có tới hai con mà chúng ta có thể xếp bài đội hình để counter cơ, thì cũng kinh. Cũng kinh ấy chứ. Bình thường là chúng ta chỉ có cái con ảo ảnh phẫn nộ swap thôi, xếp bài counter bắt co thôi. Bây giờ chúng ta thêm một con nữa để có thể xếp bài counter cấp chiêu. Cũng ghê anh em ơi. Nói chung là cũng ghê. Thằng này có phải chơi ép, cũng có thằng chơi ép này. Vậy là trận này cũng có thằng chơi ép luôn. Nhưng mà này xuống hố rồi, hết tiền rồi anh em ạ. Hết tiền xuống hố rồi. Giả hết tiền để ra bộ ép nhưng mà chưa đủ bộ. Bình tĩnh thôi, chơi cái bộ này thì anh em không xả tiền sớm nha anh em nhá. Lên 9 xả, đây ơi, đủ bộ rồi này. Ơ thế đủ bộ rồi này. Fallen Witcher. Đủ rồi đấy. Lên 9 là đủ rồi. Đúng không? Như nào nhở, như nào nhở. Ui, tự nhiên lại thấy hơi đau đầu. Thế cứ 4 wick á. 4 wick vào đã này. Bán con này luôn. Bán lấy 40 tiền đi. Ăn được không? Ăn được rau quái không? Được. Làm gì mà không ăn được rau quái. Ok. Ghép cái gì đây? Ghép cái chém lan hả? Ba tia bắn lan. Rồi bây giờ chúng ta form ở 9 nha anh em nhá. Vẫn thiếu một con ẹp. Ồ, vẫn thiếu một con ẹp. Đây rồi. Đùa. Đấy, 6 em. Chúng ta có 6 em. 6 em và 4 wick ở level 9 thôi. Rồi, ok. Lấy được cái 3 tia lấy luôn anh em ạ. Lấy 3 tia thôi. Mặc dù anh em thấy là tôi đang ở, gọi là ở cái top dưới, ở vị trí top dưới. Nhưng mà khi mà form được đủ bộ thì anh em yên tâm. Rồi nó sẽ lên dần thôi. Nó sẽ lên dần thôi. Đấy rồi, gặp cái thằng ấy này. Vừa lấy mày đấm tao đúng không? Cắt chuôi của tôi vừa nãy này. Xong rồi tôi cũng hiểu tại sao này anh em này. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ khác các bạn ơi. Creator, nghe nói Creator bây giờ mạnh nhá anh em nhá. Bây giờ mạnh à? Mạnh với ai? Mạnh với ai chứ không phải mạnh với tôi. Nhiều máu chưa? Ui xui ui, 17 máu. Vừa lấy đẩy tôi à, vừa lấy đấm tôi, cất chuôi của tôi rồi bây giờ tôi đấm lại. Quân tử trả thù 15 trông muộn, huống chi là mới có 10 round. Ui giời, thoải mái đi. Tiếp theo là bây giờ là phải như nào nhỉ? Phải cắt chuỗi của mấy thằng kia. Đúng rồi, bây giờ phải đi tìm từng nhà, từng thằng một xuống cắt chuỗi của nó chứ. Cắt chuỗi của mấy thằng ở trên kia. Từ nha anh em nhá, xếp bài cắt chuỗi của cái thằng Ogi. Cho xin thằng Ogi vào đây để cắt chuỗi cái. Ogi vào đây với chúng tôi nào. À thằng này chơi ép xin à? Chơi 6 ép 3 assassin à? Không ăn thua. Bây giờ ép wick đang là meta bạn ơi. Ép wick đang là meta assassin tuổi gì anh em ơi. Cái bộ ép 4 wick này nó đam nó to lắm. Đam nó là đam demon mà. Những cái con ép ấy nó biến thành đam demon hết anh em ạ. Đẩy này, đẩy kinh chưa. Ui giời. Đấy là Fallen Witcher, tôi cũng chưa 2 sao đâu. À đây rồi, cây rồi. Hay quá, thay cho con này ra. Lula thôi. Giải tán Lula thôi. Đấy, ổn chưa anh em? Khá ổn đấy chứ. Ơ nhưng mà quanh đi quẩn lại bọn kia mất chuỗi rồi kìa. Ui giời, các bạn mất chuỗi nhanh thế. Đợi tôi sang thì có làm sao. Sao mất chuỗi nhanh thế nhở? Từ từ đã. Thế là không có chuỗi rồi. Thôi thì thôi từ từ vậy. Đánh lại, đánh từ từ.
Ê à, thằng này khỏe nhá. 9 assassin à? Trận này có 9 assassin. 9 assassin thì tôi cũng không biết là anh em thế nào, nhưng mà bản thân tôi là chơi cái bộ Demon này này. Tính đến ngày hôm nay là tôi chắc chắn là với anh em là tôi không ít dưới, không dưới 10 trận là tôi chơi cái bộ này rồi. Nó gọi là thông thạo rồi đấy. Thông thạo 10 là biết hết tất cả các cách xếp bài, cũng counter các thứ rồi. Thì tôi phải nói thật với anh em là nếu mà đánh giá về mặt gọi là đội hình sức mạnh nhá, thì cái bộ này nó cửa dưới bộ Assassin. Cửa dưới luôn. Assassin mà nó có gậy như ý. Không cần gậy như ý đâu. Một cái gậy gai thôi, một cái gậy gai mà có con sai linh ấy thì nó clear bộ này khá nhanh đấy. Nó clear bộ này khá nhanh đấy anh em ạ. Bởi vì hai cái bộ đều là kiểu chơi đam. Tức là hai cái bộ công đấy, chứ cái bộ này thì thực ra là nó có một chút thủ, nhưng mà nó vẫn là thiên về tấn công. So với cái bộ Assassin, 9 Assassin ấy thì nó cửa dưới. Tức là nó cái con, nếu mà có con TA2 mà nó clear ấy, có con TA2 mà nó dồn đồ cho TA thì cái bộ này nó tèo rất là nhanh anh em ạ. Nó tèo rất là nhanh. Vì thế nên là lên trên, tôi nghĩ là để counter được thì chắc chắn là lên level 10 phải kẹp con Doom. Bởi vì lên level 10 kẹp Doom để Doom vào cái con TA, sau đó bắt chết con TA ấy. Bắt được con TA thì là chúng ta có thể là thắng được. Giết được chết con TA thì thắng được, còn không giết được thì tôi nghĩ là cũng khó đấy. Bộ này nó khá sợ, bởi vì bọn 9 Assassin là gần như là nó blink xuống một cái, nó quét cho một phát là cũng chết mấy con rồi. Bộ này ngoài cái việc là nó có lẽ tránh ra thì nó khá mỏng, nó khá mỏng. Tất cả những cái con ở đây máu nó không dày, trừ con cây thôi. Con cây thì máu nó cái con cây nó phải lên 3 sao cơ, chứ còn cây này bây giờ vẫn đang 1 sao đây này. Vậy là có 9 Assassin ở trong trận đấu này. 9 Assassin. Trận này có Sai Linh nhá. Có Sai Linh Assassin. Net game thì phải làm nào ăn được nhỉ? Khó đấy. Nhưng mà cái thằng đấy có thể là sẽ bị thằng gót đỏ ở đây. Cái bộ này thì nó lại không ngại cái bộ gót đỏ anh em ạ. Bộ này là tôi nói từ đầu rồi là nó không ngại bộ gót đỏ, nó rất dễ bắt co bộ gót đỏ. Rất dễ bắt co. Bởi vì cái bộ gót đỏ thì có một con gây đam thôi, nó rất đơn giản. Có một con gây đam thôi thì nó dễ hơn. Còn những cái bộ mà đam nó đều ấy, sau đó lại dồn đồ cho một con. Cái bộ 9 Assassin là gần như là con nào 9 con Assassin nó đều gây được đam cả anh em ạ. Và nó cái khả năng nó nhất kích tất sát ấy, khiến cho cái combo nó bị hỏng. Cái combo nó cũng dễ lắm, nó bị dễ bị hỏng. Nhiều khi là anh em chỉ cần con thỏ nó blink ra phía sau ấy là bị chém một phát chết luôn. Nó đặt một cái lỗ hoặc là nó kẹp thêm 3 con nó đứng cạnh nhau là gần như là chết rồi. Đấy. À, con kể cả ảo ảnh phân lộ nhiều khi là swap xong một cái là cũng tự chết tự lăn thôi. Bởi vì cái bọn Assassin này thì nó lại không sợ vào cái combo này. Không sợ cái combo này. Đây gót đỏ. Đây này anh em thấy không? Ui giời, bắt được con đấy đứng im luôn đấy. Ơi giời ơi, anh em thấy không? Đấy, gót đỏ thì nó không sợ thế nào luôn nhá. Riêng cái bọn gót xấu đỏ này thì gặp cái bộ Demon nẹp này thì nó đẩy cho tràn nhà luôn ấy. Anh em thấy không? Tức chỉ cần bắt một con co là không thể làm gì được luôn. Nó không khác gì con ca lông đâu anh em ạ. Con ca lông nó cũng thế. Anh em để, anh em bắt con ca lông thì con ca lông nó đứng im luôn đến chết luôn anh em ạ. Là chơi gót đỏ mà gặp bộ này mà nó chủ định nó counter vào thì đúng xuống hố luôn. Đây gót đỏ này. Gót đỏ này, hai ông gót đỏ sắp xuống hố hết rồi. Cứ gặp tôi là xuống hố thôi, anh em yên tâm. Mấy ông gót đỏ này không phải có gì đáng sợ cả. Gót đỏ nó chỉ sợ với những cái bộ khác, chứ cái bộ này thì ui, yên tâm đấy. Dream rồi. Chưa kể lên 10 tôi kẹp thêm con Doom nữa vào thì đỡ thì đéo được. Trận này thì thôi cứ dừng lại ở 9 mà roll thỏ thôi. Ra Doom thì mua cũng được. Tạm thời chúng ta cứ dừng lại ở 9, chúng ta roll thỏ 3 đã anh em ạ. Trận này con là thỏ rồi. Đấy, anh em cái combo thì anh em biết rồi nha, còn cái việc xếp bài thì chắc là anh em cũng biết đấy, là anh em cứ xếp bài làm thế nào để có thể đổi được vị trí của con co thôi, đối thủ thôi là được. Đấy. Anh em thấy không? Cái con ấy nó blink xuống xong nó bị con thỏ nó bắt kìa. Ui giời, đẩy kinh chưa?
Con cà lông nó bị đứng im đến chết luôn ấy. Có làm được gì đâu. Rồi. Luôn tiếp thỏ thôi anh em. Còn một con thỏ nữa thôi là được. Có trứng đấy rồi. Đây rồi, hay quá. Đập trứng luôn. Đập trứng đi anh em ạ. Ok. Bây giờ chúng ta còn có cả combo thỏ với cả Grim nữa. Mạnh hơn. Vừa nãy anh em thấy không, cái bộ này nó giữ máu rất tốt đấy. Máu này nhìn anh em tôi cứ đều đều thôi. Đều tay ở 9 euro thôi. Tiền thì cứ 50 tiền mà roll. Ờ, ra được co 3 sao. Co trận này là thỏ rồi. Và cái hai con cây lên 3 sao nữa là ok. Là lúc đấy là chúng ta ổn rồi. Chúng ta bắt đầu lên 10. Thế này là ổn rồi đấy. Đấy, chúng ta lên 10. Chúng ta lên 10 xong. Đây là tôi không bắt được con co nha anh em nhá. Đây anh em xem này. Không bắt được con co luôn. Nhưng mà nó vẫn rất mạnh. Với cái bộ gót đỏ. Cái thằng này nó đủ là 6 đỏ rồi nhá anh em nhá. 6 đỏ đủ rồi đấy. Nhưng mà đấy anh em thấy không? Thấy không? Nhìn này. Bị đẩy kinh chưa? Ui ôi. Có chết luôn không? Chắc chết 10 máu đi rồi. Đấy con đỏ đủ 6 đỏ đó. Có da rớt rồi vẫn đi thôi. Lên được level 9 là đủ 6 đỏ 4 gót rồi. Vẫn không ăn thua. À 6 đỏ 2 gót. 6 đỏ 2 gót. 6 đỏ 2 gót co là rớt. À đâu 6 đỏ 4 gót chứ. 6 đỏ 4 gót. Đúng rồi 6 đỏ 4 gót được. Không có co, không có con co mà chơi bằng con rớt luôn thì là chơi được 4 gót rồi. À, vẫn đi thôi anh em ạ. Rồi ok, lên 10 đó. Vứt tạm với con Shadow Devil vào. Shadow Devil chơi tạm thôi anh em ạ. Tí nữa chúng ta sẽ chơi bằng Doom. Xác định luôn là chơi Doom nha anh em nhá. Xác định luôn chơi Doom. Đối thủ mà có con chơi bằng con Sailing ấy. Hoặc là những cái con co 5 tiền ấy. Đây này, bây giờ là có chơi bằng toàn là kiểu ca lông với cả chơi bằng bằng Sailing Assassin thì thôi cứ như này mà chơi thôi anh em ạ. Chết rồi, con thỏ của tôi nó bị bắt. Con thỏ tôi nó bị bắt. Nhưng mà tôi vẫn ăn được này. Khỏe chưa anh em? Ui giời. Đấy rồi, chơi tạm anh em ạ, chơi tạm lên 2 sao chơi tạm không? Tí nữa bán đi. Đầu game tôi ra nhiều Doom mà bây giờ tầm này đéo thấy ra con nào cay nhở anh em nhở. Rất cần Doom ấy. Cần Doom sớm bởi vì đối thủ bây giờ toàn mấy cái con co 5 tiền đó. Chơi toàn bằng co 5 tiền. Bây giờ mà không có Doom ra sớm thì toang ấy. Nhất là gặp cái thằng Assassin là sẽ bị đẩy nhiều. Tôi chơi nhiều rồi tôi biết, kinh nghiệm rồi anh em. Kinh nghiệm gặp rồi, gặp nhiều rồi. Meta này thì anh em yên tâm là trong cái trận đấu thế đéo lại cũng có thằng Assassin. Đấy, nhưng mà chơi 6 xin thì vẫn ăn được, bộ này vẫn ăn được. Mà 9 xin thì hơi khó anh em ạ, chơi 9 xin thì khó đấy. Chơi đôi công thì khó. Chơi theo kiểu nó đam của bọn kia mà nó vừa phải thôi thì vẫn ăn được. Mà đam bọn kia kiểu nhất kích tất sát mà một hit phát đã đi luôn ấy thì khá căng đấy. Nhất là cái con thỏ này nó không trụ lâu đâu. Nếu mà anh em mà muốn chơi kia là anh em phải co là fallen thì may ra có cửa đỡ. Trận này là tôi chơi co bằng thỏ thì hơi khó anh em ạ. Con này 1 tiền mà. Ngày xưa mà 2 sao thì có thể là nó sẽ mạnh hơn nhưng mà bây giờ nó có 1 sao thôi. À có 1 đô thôi. 1 đô thì hơi khó, 1 đô 3 sao vẫn yếu anh em ạ. Rồi ghép trùng lè cái. Rồi, ok. Đồ gọi là tạm ổn đấy. Bây giờ là Grim lên 2 và Fallen Witcher lên 2 sao nữa là mắc binh rồi. Ra lốt con Sailing Assassin thay cho cung Wing Ranger thôi là được. Đấy rồi. Đây này anh em thấy không? Nhưng mà lần này nó lướt được. Lần này nó lướt được. Lần này nó lướt được. Nhưng mà lướt thì cũng có thua thôi. Thỏ rất là tín đấy nhá. Gần như là cái cung nó bắn liên tục luôn đấy. Ui dồi, tôi đang có chuỗi này, không biết trận này có vô địch được không nhở. Khả năng vô địch ấy. Thằng Assassin chết, Bạch Tùng
to lắm. Anh Tùng máu còn nhiều kia thì cũng chưa chết được đâu. Hai lần kia chết trước thì khả năng là tôi sẽ về top 2. Khó nhỉ, làm nào ăn được Bách Tùng nhỉ? Khó đấy. Muốn ăn được Bách Tùng thì phải có Doom. Doom mà phải Doom trúng vào cái con sai linh thì mới ăn được. Khó. Anh em thấy không, cái con thỏ của mẹ, con thỏ bờ linh phát mất gần chết rồi đấy. Đấy nó là cái lý do tại sao mà bộ này để thỏ ở dưới thì con thỏ nó cũng sẽ bị bọn assassin nó bớ xuống dưới, mà để thỏ bờ linh thì nó cũng đó, cái cách xếp đổ bọn assassin này nó rất là counter. May ở trận này vẫn ăn được anh em ạ, vì nó chưa có sai linh 2 sao. Có sai linh 2 sao thì phải cẩn thận. Có sai linh 2 sao thì chúng ta khả năng toang là rất cao. Hy vọng là chúng ta có thể kết liễu nó trước khi mà nó có con sai linh 2 sao anh em ạ. Kết liễu trước khi nó có sai linh 2 sao là ok, rất là ổn luôn. Mà nói chung là trận này có khi vô địch rồi đấy. Vô địch rồi đấy anh em ạ. Tầm này làm sao mà lấy đâu ra là con sai linh 2 sao, khó lắm. Làm gì mà có cửa lấy được con sai linh 2 sao. Hết giờ rồi anh em ơi, làm gì mà lấy được sai linh 2 sao. Ui nhưng mà sao lần này gót đỏ là mạnh cái kia. Đấy con thỏ. Trời ơi cái con thỏ, con thỏ nó combo trượt mất rồi. Ừ, chán thế. Chán thế nhở. Bây giờ cần phải có một cái con Doom. Con Doom đéo ra gì cả. Cảnh... ui ui đây 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 đây. Ui rồi ui đây rồi đây rồi đâu. Tí nữa thì ôi. Mày quá. Ui tại sao tôi lại không nhìn thấy con Doom nhở. Dã man. À đây rồi, Squire đây rồi anh em. Thôi thì không chơi con này nữa, cho Squire vào. Ơ tại sao tôi không nhìn thấy ra con Doom nhở. Mẹ. Mù mắt rồi. Ra Doom 2 cho vào cho anh em nhá. Đây rồi. Nếu không hiểu sao, tại sao tôi đang chờ con Doom này mà tôi lại không nhìn thấy, chọc mù mắt tôi đi. Chắc là mắt tôi còn đề rồi. Điêu thật đấy, con Doom nó to bình thế này rồi. Thôi bây giờ cho combo. Combo Blink, Grim Blink anh em ạ. Grim Blink thôi. Grim Blink. Rồi ok rồi, ăn rồi, ăn rồi. Doom, Doom đâu? Ơ? Tiên sư con Doom mà Doom mà con... ui ơi, Doom mà con Storm Shaman ạ. Nhưng mà vẫn ăn anh em ơi. Nhưng mà vẫn ăn anh em ơi. Được rồi, được rồi. Đẩy khá đấy. Đẩy khá khá đấy. Có Doom là khác ngay. Có Doom là khác bọt ngay. Ok. Rồi, rồi rồi. Vô địch rồi anh em ơi. Tầm này thì chắc là assassin cũng không có cửa rồi. Assassin bây giờ Doom và con Sailing cái là xong. Ra được Sailing 2 sao thì cũng còn phải chờ cái con Doom này đã nhá. 36 sang đây đến là đón. Tớ vẫn chờ, tớ vẫn chờ cậu. Sang đây. Tự nhiên là tôi thấy lại có một cái cảm giác háo hức khi mà được gặp cái bọn assassin trong cái trận đấu này. Chưa biết được, mà dù theo kinh nghiệm thì vẫn mẹ, chơi khoảng 10 trận gặp assassin thì có tới là 9 trận là thua. Dạ man, đây là chính đây cái trận thứ 9 đấy. À trận thứ 10 đấy anh em. Tức là 9 trận trước là đã thua rồi, trận thứ 10 không biết có cải thiện được tình thế không. Quỳ. Nói chung là vẫn là hên xui thôi. Doom và Doom trúng vào Sailing thì vẫn có cửa. Đâu rồi. Lấy cái gì đây? Ba tia, lấy cái giáp này nhỏ. Giáp cũng ngon nhưng mà ba tia thì cũng ngon. Nói chung là hai cái món đồ này đều là những cái món có item. Lấy ba tia trước đi. Từ từ đã, cái giáp này từ từ đã anh em ạ. Rồi roll tiếp đi xem nào. Nhưng mà bây giờ roll thì nó cũng được cái gì đâu nhỉ. Squire 2 sao à.
Bây giờ chỉ Squire 2 sao thôi chứ còn cũng mắc rồi. Dream 2 à, Squire 2 à. Đây rồi, tổ chờ, tổ chờ. Ui ôi, nhìn kìa. Ủa, có được không? Đu một con cáo. Được không? Được, 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 được. Vẫn ăn, vẫn ăn, vẫn ăn, vẫn ăn. Ui, đéo ăn. Nó dồn đồ cho con ốc. Thế thì căng rồi, con Doom này nó lại đéo có tác dụng của con ốc anh em ạ. Chết rồi, cái kiểu gì nhở? Dồn đồ cho ốc này. Khó nhở. Siling Assassin có mua không? Đây là gọi là mua để gọi là cho đối thủ không mua được thôi, chứ còn tôi thì cũng không có ý định cho Siling vào đây. Con Siling, Siling 2 sao thì cho vào được. Siling 2 sao cho vào thay cho con thỏ đi. À sau đi anh em, không phải thay cho thỏ mà thay cho con Squire, sau đó thì chuyển đồ cho con Siling. Thỏ vẫn chơi, thỏ vẫn chơi, thỏ thì vẫn chơi đâu. Thay con Squire ra, Siling vào cho Squire. Ui ui ôi, nó đẩy kìa, thôi chết tôi rồi. Mẹ bây giờ thua cả hai à. Ui, còn có 16 máu. Gót đỏ đi rồi, gót đỏ đi rồi. Ok. Ui, nó lên được con Siling 2 sao rồi kìa. Thôi chết tôi rồi. Nhưng mà quan trọng ấy anh em biết là gì không? Là nó đéo phải là con Siling có lên 2 sao. Cái vấn đề ở đây là có Doom rồi, không sợ Siling 2 sao anh em ạ. Cái vấn đề là thằng này nó biết chơi, nó biết xếp bài. Đấy, nó là nó, anh em thấy cái combo của tôi nó sẽ không thể thực hiện được nếu con ốc có đứng ở cái vị trí kia. Khi mà cái con ảo ảnh phẫn nộ nó swap ấy, con thỏ nó Berlin nó sẽ vào trong cái lỗ gồm có 4 con Assassin và nó sẽ chém chết luôn. Mẹ. Đấy, anh em thấy không? Có cái lỗ kia nó bảo vệ con ốc một cách tối đa, không thực hiện được combo. Mẹ cay thế nhờ. Đối thủ này là mẹ đúng là kiểu biết chơi rồi, biết xếp bài counter anh em ơi. Đấy nhá anh em nhá. Thế là anh em còn biết được cách xếp bài counter của cái combo này luôn. Dã man. Thôi anh em ạ, tôi nghĩ rồi. Trong cái đội hình 9 Assassin ấy thì chúng ta ở cửa dưới. Anh em ơi, chơi 10 trận cả 10 trận đều thua, đéo thắc được trận nào luôn. Nhưng mà cái trận này tôi bảo tôi ăn gót đỏ, tôi cũng đéo ăn được gót đỏ. Lỗi game anh em ạ, dã man. Lỗi game đúng không? Thôi nói chung là tôi cũng không biết, nhưng mà nói chung là đối thủ là biết xếp bài anh em, counter kinh. Bảo vệ con ốc tối đa mà, có làm gì con ốc đâu. Swap xong thì thỏ Berlin vào lỗ là chết luôn, là bị chém chết luôn. Đấy, nó là như thế cơ. Thế nên là cũng không ăn được, không ăn được con ốc. Rồi, anh em thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem những cái video clip tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.